Xin chào các bạn lại nha. Lúc nãy mình mới quay cái clip nó tới đây, cái may xong cái đoạn này, may xong cái lá cổ như vậy, cái điện thoại nó tắt ngang, nó không còn quay được nữa. Xin lỗi các bạn. Bây giờ mời các bạn xem lại clip phần 2 ha. Hồi nãy là phần 1, bây giờ mình làm phần 2. Hồi nãy phần 1 là mình may tới đây rồi nè, mình up lên trên trang rồi đó. Mình sẽ tiếp tục cái phần hướng dẫn kế tiếp. Đây, mình may xong cái phần này rồi. Các bạn muốn biết thì các bạn coi lại clip trước thì các bạn biết ha. Mình gọt cái phần dư này đi. Gọt cái phần này đi cho bằng cái lớp keo. Gọt cái phần thừa này bỏ. Rồi cái phần thừa này bỏ cho nó còn gọn gàng đi vô trong cái chân lá gì nè. Xong như vậy thì mình lộn nó ra. Đây mình lộn nó ra thì nó được thành cái lá cổ như vậy ha. Thì cái cọng chỉ này mình có thể rút ra được rồi đó. Tại vì mình đã lộn rồi, mình may rồi. Mình lộn, mình may xong rồi cho nên là phần này mình rút ra nhưng mình không cần nó nữa. Mình bỏ nó đi. Đây. Để ra được cái lá cổ thẳng như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ xe cho nó sát cái đầu. Đầu này cũng vậy nè. Hai đầu là đặc biệt. Bây giờ mình gấp lại nè các bạn. Gấp lại nè ha. Nè, hai đầu nó bằng nhau. Chưa? Hai đầu nó bằng nhau, nó không hề bị lệch, bị xê dịch cái gì hết. Thì như vậy nè mới được. Còn có những bạn may mà sơ ý không kiểm tra là may cái đầu nó xo le như vậy nè. Cái đầu nó đầu ngắn đầu dài vậy nè. Thì lên cái cổ áo sơ mi nó sẽ không khéo đâu nha. Ở đây mình có thợ may rất nhiều, nói chung thợ mình nhiều lắm. Nhưng mà đối với những cái người may cái lá cổ sơ mi mà để mình ưng ý á, thì đặc biệt là chưa có ai mà may cho mình ưng ý 100% hết. Cũng hướng dẫn nhiều, hướng dẫn chỉ lắm luôn đó mà sao cũng không may được. Tại vì nó cần cái độ kỹ cao các bạn. Mình phải từng chi tiết một từ cái khâu đầu tiên. Nó cần cái độ kỹ cao chứ không phải mà đợi cho tới lúc may xong như vậy rồi mình đo lại nè. Mình đo lại như vậy á, nó không bằng cái mà mình tháo ra tháo vô là cái cổ nó không còn đẹp nữa. Cho nên bắt đầu cái lúc mà đầu tiên vô mình phải kỹ là kỹ từ lúc đầu đi. Thấy không? Vô cái cổ là cái nào cái đấy. Rồi bây giờ mình xe nè. Mình xe cho thật là nhuyễn xuống. Rồi mình dằn, mình dĩu một ly. Dĩu một ly mình đừng có dĩu qua tới cái đầu, mình dĩu trong này thôi. Dĩu một ly xuống. Cho nó nằm trên lên cái chân cổ. Tới đây thôi, tới khoảng hai khoảng này thôi, đừng có may tuốt ra ngoài. May hai khoảng này thôi, chưa tới đây thôi. Phần này là mình để mình bo vô cái chân cổ là mình may đây ha, đừng cho nó giấu đi được cái đường may của mình. Giấu có được lại chỗ lại mũi á. Rồi phần này. Phần này bây giờ mình gọt các bạn, mình gọt lại chừa còn một phân thôi. Mình gọt từ cái miếng keo này ra chừa lại một phân thôi ha, cho nó gọn lại cái cổ. Đầu năm là mình vô mình được sản xuất là 50 cái áo sơ mi nam. Sơ mi là này nè, công sở cho một cái công ty. Nói chung là họ yêu cầu may, cái yêu cầu của khách hàng á là may kỹ quá cho nên là mình không có đưa thợ may mà mình để ở nhà mình tự may. Đầu năm vô thì tự may cái lô hàng này. Đây, những cái này xong.
giờ mình ủi cái lá cổ thì mình sẽ cho nó ủi xong. Rồi các bạn đợi mình tí xíu nha, mình sẽ ủi cái lá cổ này rồi mình co nó lại để cho các bạn thấy là vô cái lá cổ nó như thế nào, nó khéo là như thế nào nha. Thank you.